Quý vị đang theo dõi diễn biến của trận bóng chuyền nam nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Điểm đồng ý 1-0. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ và cũng như là trận đấu cuối cùng của giải đấu lần này. Cuộc đối đầu diễn ra giữa các vận động viên huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai. Ở set đấu đầu tiên thì các vận động viên huyện Võ Nhai đã giành chiến thắng. Hai đội đá đổi sân và bước vào set đấu thứ hai. Các vận động viên Đồng Hỷ bên phía tay trái màn ảnh chúng ta đang trong trang phục áo màu cam. Bên phải là đội Võ Nhai. Sau đây xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Đó được cứ bóng rất tốt của Võ Nhai. Và xin lỗi, đó là tình huống của Đồng Hỷ. Một loạt các pha xử lý của hai đội. Tuy nhiên thì pha bóng cuối cùng tình huống thuộc điểm thuộc về Đồng Hỷ. Điểm số đã là 3-0. Một pha bám chắn chủ động của các vận động viên Đồng Hỷ nhưng tiếc là bóng đã ra ngoài. Điểm số cho Võ Nhai 1-3. Pha bóng rất căng, đó là tình huống của số 11 Đồng Hỷ. Nó được tiếp theo, cứ bóng bằng chân. Không được rồi. Vậy pha bóng rồi, điểm thuộc về Võ Nhai, điểm số 2-3. Bóng chạm tay của Võ Nhai, điểm số cho Đồng Hỷ 4-2. Của Đồng Hỷ. Như vậy là bóng đã qua lưới. Hội Võ Nhai giữ điểm. Rất tốt. Đó là Hưởng Hít. Anh có pha xử lý bóng về phía cuối sân. Các vận động viên Đồng Hỷ không có cơ hội để phòng thủ trong pha bóng vừa rồi. Thưa quý vị, là giải đấu lần này được tổ chức theo có, xin lỗi quý vị, là có 5 đội tham gia thì được tổ chức đấu vòng tròn. Lúc này thì ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng đó là đoàn thành phố Thái Nguyên. Đây là chắn bóng không thành công. Bóng chạm tay của vận động viên số 5 Đồng Hỷ. Xin lỗi, đó là pha bóng của Võ Nhai. Chạm lưới rồi. Rất tiếc là tình huống giao tranh, vận động viên số 3 Đồng Hỷ đã để tay chạm lưới. Điểm số là 5-0. Chiếc bóng đang chuẩn bị phát bóng là Hưởng Hít. Và chắc chắn rồi, lần phát bóng này thì chúng ta hãy hy vọng là Võ Nhai sẽ vươn lên. Phòng thủ tốt. Nó được cứ bóng rất hay, vẫn còn. Khó có thể có cơ hội chống trả cho Đồng Hỷ trong tình huống vừa rồi. Một pha bóng thực sự là đã tự làm khó mình. Xử lý không thành công. Bóng không thể qua lưới. Vậy là Võ Nhai dẫn điểm, điểm số là 7-5. Thank you.
Đã bóng rất tốt và ra tay của vận động viên số 11. 6-7 điểm cho Đồng Hỷ 6-7. Thưa toàn thể quý vị, là trong thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và khu vực phía Bắc nói riêng thì phong trào bóng chuyền cũng như bóng chuyền hơi đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là về nội dung bóng chuyền hơi. Trước khi đến với giải đấu này thì ban tổ chức của đại hội cũng đã tổ chức thi đấu nội dung bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ với hai bộ huy chương, và thành quả cuối cùng là đoàn thể thao đoàn bóng chuyền của thành phố đã đạt hai bộ huy chương của nội dung nam và nữ, đó là thành tích là huy chương vàng. Đó, số 8 của Đồng Hỷ tình huống dứt điểm gọn gàng. Phát bóng không qua lưới. Đây là tình huống phát bóng của số 9 bên phía Võ Nhai. Điểm số cho Đồng Hỷ 8-9. Bóng ra ngoài sân. Vâng, như vậy là trước khi ra ngoài đã chạm rồi, trọng tài xác định đã chạm tay chắn của Võ Nhai. Xin lỗi, là chạm tay chắn của Đồng Hỷ. Trong 11-8 trọng tài xác định bóng chưa qua lưới. Nỗ lực cứu bóng của các vận động viên Võ Nhai rất đáng tiếc. Đổi điểm đồng ý 9-11. Đội đồng ý vẫn chưa thay đổi người. Số 8 ra sân, số 9 vào sân. Cứu bóng không thành công. Điểm số cho Võ Nhai 12-9. Bóng chưa qua lưới và điểm tiếp tục cho Võ Nhai. Điểm số 13-9. Thêm một pha bóng nữa, Đồng Hỷ xử lý không thành công. Điểm cho Võ Nhai 14-9. Và một pha bóng phải nói là rất khó, bóng lật lưới. Điểm số là 15-9 cho Võ Nhai. Pha bóng ghi điểm trực tiếp của số 2 Võ Nhai. Bóng ở trong sân. 16-9. Đội đồng ý xin lỗi ý lần thứ nhất. Lúc tỷ số 9-16. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắn Võ Nhai đi ra ngoài. Điểm số cho Đồng Hỷ. Điểm Đồng Hỷ 16. Và quyết định của trọng tài là điểm số cho Võ Nhai. Điểm số 17-10. Điểm Đồng Hỷ 11, 17. Đồng Hỷ phát bóng ra ngoài. Tiếp tục điểm cho Võ Nhai 18-11. 18-11. Đại là đến lượt vận động viên phía Võ Nhai phát bóng ra ngoài sân. Rồi, điểm số Đồng Hỷ 11-18. Vâng, điểm số là 12-18. Đội Võ Nhai không thay đổi người. Số 3 ra sân. Số 8 vào sân. Đồng Hỷ thay đổi người. Số 8 vào sân, số 9 ra sân. Thầy giáo làm. Làm ở cục dưới mà nhỉ, thôi cục trên thì ôi giời, lỗi rồi. Một pha phối hợp thực sự chưa hiểu ý nhau. Pha bóng thời điểm cho Đồng Hỷ 13-18. Và lần này là lần phối hợp tốt. Võ Nhai có điểm số thứ 19. Những điểm số cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Và Võ Nhai vẫn đang là đội chiếm lợi thế. Khoảng cách hiện nay đang là 6 điểm. Cơ hội rất lớn cho Võ Nhai để giành chiến thắng ở set đấu thứ hai này. Nhìn đôi cách biệt. Bóng rơi trên vạch. Điểm Đồng Hỷ trọng tài xác định bóng đi ra ngoài. 14-19. Điểm số cho Đồng Hỷ 14-19. Trong sân. Điểm Võ Nhai 20-14. Điểm Võ Nhai 20-14. Điểm 21-14. Em làm lên đánh nhóc con lưới quả nặng. Cầu sau. Vậy là set đấu thứ hai đã tiến đến điểm số cuối cùng. Võ Nhai cũng đã ghi được điểm số thứ 14 rồi.
Sau lượt phát bóng này, nếu như Võ Nhai thi đấu tốt, họ sẽ ấn định được chiến thắng của set đấu thứ hai. Trọng tài xác định bóng đi ra ngoài. Điểm cho đồng nghỉ 15-24. Vẫn còn. Phải xử lý lỗi rồi. Bóng không qua lưới, vậy là điểm số 25 cho Võ Nhai. Vậy Võ Nhai đã giành chiến thắng ở set đấu thứ hai với điểm số 25-15. Hiện nay họ đang tạm dẫn với tỷ số là 2-0. Ngay sau đây thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân và cùng bước vào hiệp đấu thứ ba. Vậy là ta đang đến với hiệp đấu thứ ba, trận bóng chuyền nam. Đây là trận đấu diễn ra giữa các vận động viên huyện Võ Nhai và huyện Đông Hỷ. Trải qua hai hiệp đấu đầu tiên, Võ Nhai đang tạm dẫn với tỷ số là 2-0. Hôm nay hai đội đã đổi sân rồi. Sau khi đổi sân thì các vận động viên Võ Nhai bên tay trái trong trang phục áo màu xanh và bên phải màn hình là huyện Đông Hỷ trong trang phục áo màu vàng cam. Hai đội thi đấu với thể thức là 5 set thắng 3. Lúc này đã bước vào set đấu thứ 3 rồi. Trọng tài đang kiểm tra lại vị trí đội hình trước khi cho diễn biến chính của trận đấu này được diễn ra. Ở đầu set đấu thứ 3, Võ Nhai sẽ là đội phát bóng trước. Set 3 đã bắt đầu. Bóng lăn trên lưới và điểm số cho Võ Nhai. Điểm số đầu tiên 1-0. Bóng đã chạm tay đồng hỷ trước khi ra ngoài. Điểm số cho Võ Nhai 2-0. Quay từng cái clip bỏ đâu rồi cắt. Đồng Hỷ đã giành lại quyền phát bóng. Điểm số 1-3. Bóng trong sân. Điểm số cho Võ Nhai 4-1. Một pha phối hợp đánh nhanh. Tình huống ra tay của số 1 đội Võ Nhai. 5-1. Điểm số là 5-1 rồi. Đồng Hỷ thay đổi người. Đồng Hỷ vẫn chưa thể cải thiện được thế trận của mình. Đã để cho Võ Nhai dẫn được hai set đấu đầu tiên. Bởi vậy mà set đấu này là một set đấu quyết định. Các vận động viên Đồng Hỷ nếu như không thi đấu tập trung thì đương nhiên là Võ Nhai sẽ có cơ hội giành chiến thắng 3-0. Đổi điểm Đồng Hỷ 2-5. Phát bóng ghi điểm trực tiếp của số 3 Đồng Hỷ. Điểm số 3-5.
bóng tiếp tục đi ra ngoài. Điểm số Đồng Hỷ 4-5. Của số 8 Võ Nhai nhìn bóng đi ra ngoài. 5-6. Điểm số cho Đồng Hỷ 5-6. Còn đánh 2, đánh ít. Tao mù nó nhìn ngoài được phải. 7-5. Xi em ơi. Chắn bóng tốt, tình huống chắn bóng của vận động viên số 5 Võ Nhai. Chạm lưới rồi, lỗi chạm lưới. Như vậy là điểm số cho Đồng Hỷ 6-8. Tình huống bọc lót của số 3 bên phía Đồng Hỷ không kịp thời. 9-6. Tiếp tục điểm số cho Võ Nhai 9-6. Đây mày dậy đi. Thêm một pha bóng tương tự như pha bóng trước đây. 10. Các vận động viên Đồng Hỷ cũng chưa thể làm chủ được trong pha bóng rồi. Không phải thân đi. Phải kéo theo một tên đó. Phạt bóng ra ngoài. Điểm số cho Võ Nhai, điểm số 7-10. Thì ta phải đưa lối này. Em hiểu không? 7-10. Tình huống dứt điểm tốt của số 18 Đồng, xin lỗi là tình huống của Đồng Hỷ 11-7 của Võ Nhai. Điểm số 11-7. Trở tài xác định bóng ở trong sân. Điểm số cho Đồng Hỷ 8-11. Quân lật à? Bóng ra ngoài sân. Điểm Võ Nhai. Điểm số cho Võ Nhai 12-8. Đánh chết thì quay nữa. Đánh cùng tiếp thì đừng có quay. Quay nữa nhỉ. Chú Nam lên rồi, quay cho chú Nam đấy. Bóng đã lọt chắn của Võ Nhai. Điểm số cho Đồng Hỷ 9-12. Không chịu truyền thì cái thằng này. Tình huống vào đá đã bị lỡ nhịp của vận động viên số 1 Võ Nhai. Điểm số cho Đồng Hỷ 10-12. Quả bóng tốt. Tình huống từ vị trí biên 4 của vận động viên áo số 8. Điểm số 13-10. Còn một trận đây nhỉ, có nhà cái đồng ý.
Điểm đồng ý 11-13. Đổi điểm quá nhanh 14-11. Phản bóng rất mạnh của Võ Nhai, bóng đi ra ngoài. Điểm số cho Đồng Hỷ 12-14. Mười năm, 12. Vậy là Đồng Hỷ đã giành lại quyền phát bóng. Điểm số 14-18. 18. Liên tiếp là những cơ hội cho vận động viên số 9 Võ Nhai dứt điểm. 19, Đồng Hỷ vẫn chưa 14. Tìm ra giải pháp để có thể chống cự được những pha bóng từ phía biên 4 của vận động viên áo số 9 đã thực hiện. Bóng chạm chắn vận động viên áo số 1 của Võ Nhai ra ngoài sân. 19. Điểm cho Đồng Hỷ 15-19. Vẫn còn. Dứt điểm tốt. Điểm số 20 cho Võ Nhai. Điểm Võ Nhai 20-15. Bóng bật chắn Võ Nhai ra ngoài. Điểm số cho Đồng Hỷ 16-20. 16-20. Quan sát được là chụp ảnh đồ đang tốt đấy.
Pha bóng các vận động viên phía Đồng Hỷ đã thiếu chủ động. Bóng rơi về phía cuối sân. Chuyển biên 4 ra đi. Điểm số trên sân đã là 21-16 cho Võ Nhai. Có vẻ như thế trận này là của Võ Nhai rồi. Họ còn 4 điểm nữa thôi sẽ thành chiến thắng chung cuộc là 3-0. Thế trận thì không mấy khó khăn. Đây được cứ bóng rất cố gắng của số 9 bên phía Võ Nhai. Vậy là điểm số cho Đồng Hỷ 17-21. Chắn bóng tốt. Cú chạm bóng của số 12 Đồng Hỷ. Điểm số 18-21. Bóng chưa qua lưới. Điểm số cho Võ Nhai 22-18. Võ Nhai đang tiến đến những điểm số cuối cùng rồi. Và nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn họ sẽ giành chiến thắng 3-0. Bóng ngoài sân. Một pha xử lý bóng ngoan ngay của vận động viên số 11. Và Đồng Hỷ đã tặng cho Võ Nhai một điểm số thứ 23. Bóng vẫn chưa qua lưới. Đã có điểm số 24 cho Võ Nhai. Vâng, chắc chắn rồi. Tầm thời điểm này thì chiến thắng có vẻ như đã chắc chắn thuộc về Võ Nhai. Và một chiến thắng 3-0. Sau lần phát bóng vừa rồi, bóng ra ngoài sân, điểm cho Đồng Hỷ. Đồng Hỷ phát bóng điểm số 19-24. Bóng ra ngoài. Điểm 20-24. Đồng Hỷ 20-24. Vâng, tình huống ấn định điểm số cuối cùng của số 9 Võ Nhai. Như vậy là Võ Nhai đã giành chiến thắng ở set đấu thứ 3 với điểm số 25-20. Chung cuộc họ giành chiến thắng 3-0. Một chiến thắng thuyết phục. Các vận động viên Đồng Hỷ không có nhiều cơ hội ở 3 set đấu này. Mặc dù họ cũng đã cố gắng thi đấu nhưng cũng không thể đưa đối thủ sang set đấu thứ 4. Đây là set đấu này đã kết thúc, trận đấu này cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những giải đấu tiếp theo. Trận đấu này kết thúc thì sẽ ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao giải cho các đội. Các vận động viên chúng ta chỉnh đốn trang phục để xuống hiện tại. Các vận động viên lưu ý chúng ta lên hiện tại chúng ta phải đi giày, tránh trường hợp chúng ta đi rất lên. Vâng, rất mong là chúng ta sẽ cùng lại gặp lại nhau ở những giải đấu tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kết quả xin kính chào, hẹn gặp lại.